Sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chào mừng các bạn đến với cuộc đối đầu giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Việt Nam. Một cơn mưa nặng hạt xảy đến đã làm ướt đẫm mặt sân cỏ trước khi cuộc đối đầu được kỳ vọng này diễn ra. Quang Hải, Trần Kiên, Tiến Dũng, Thanh Tuấn sẽ nỗ lực hết mình để mang về kết quả có lợi cho những chiến binh sao vàng trước đội bóng đến từ xứ sở cờ hoa bên kia bán cầu với hạt nhân Christian Pulisic. Chào mừng quý vị và các bạn đã đón xem trận đấu của đài truyền hình Fightback TV. Và ngày hôm nay, tôi Kidaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Nhiều người cho rằng đội chủ nhà sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bóng đá không đơn giản là vậy. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Và biết đâu trận đấu ngày hôm nay sẽ xuất hiện những bất ngờ đó. Trận đấu đã được bắt đầu và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Tình huống phòng thủ khá tập trung. Rất nhịp nhàng. Như vậy là đã có tình huống va chạm giữa các cầu thủ. Như vậy là trọng tài đã rút chiếc thẻ đỏ ra để truất quyền thi đấu cầu thủ này. Một tình huống phạm lỗi không đáng có của Nguyễn Pháp. Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn sau khi tiền vệ Nguyễn Pháp bị trọng tài truất quyền thi đấu. Trần Kiên và Trần Thanh Tuấn đã cố gắng để giải thích với trọng tài chính để ông rút lại quyết định, nhưng vị vua áo đen đã rất quyết đoán và kiên định với quyết định của mình. Cú lây! Ý đồ khá tốt, tuy nhiên không thành công. Pha đọc tình huống khá tốt. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi K cộng. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Fightback, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Fightback sẽ độc quyền giải đấu này. Cơ hội! Cơ hội! Pha dứt điểm là không đủ hiểm ốc. Thiếu chút nữa thì hàng phòng ngự phải trả giá đắt khi cầu thủ này có được khoảng trống và tung ra cú dứt điểm rất nguy hiểm. Chuyền vào. Tuấn Anh. Có thể dứt điểm. Cơ hội. Rất nguy hiểm. Cú sút không được như ý. Giữ bóng rất tốt. Quang Hải. Kelly. Tuấn Anh. Dứt điểm. Cú dứt điểm là rất tốt nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng trong tình huống vừa rồi. Cú sút phạt không tốt. Đường chuyền chuẩn xác, phối hợp khá đơn giản.
Quang Hải mất bóng rồi. Rất tốt. Phối hợp khá đơn giản. Cơ hội. Phòng thủ rất hay. Sẽ có một quả ném biên. Chuyển vào trong. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Flyback để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Đã có một pha phạm lỗi. Tình huống đá phạt cho đội tuyển Mỹ. Chuyển vào trong. Rất bình tĩnh. Đường trong khe. Cơ hội. Không vào. Một cú sút là rất tốt nhưng rất tiếc là bàn thắng đã không đến. Theo xếp hạng của giới truyền thông thì Premier League luôn là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Xếp sau tiếp theo là các giải đấu La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1. Chuyển vào trong. Không được. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Quang Hải đọc tình huống rất tốt. Trọng tài đã bắt việt vị rất chính xác. Tuấn Anh. Phạm lỗi. Và phối hợp không thành công.
bóng ra ngoài sân rồi, sợ có một tình huống ném biên. Không được, mặc dù đã rất cố gắng nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng được ghi. Tuấn Anh phối hợp khá đơn giản. Trọng tài Biên đã căng cờ báo về vị. Tuấn Anh tình huống nguy hiểm, tình huống nguy hiểm, cản phá rất quyết đoán. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hơi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Flypatch để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng.